หรือกระดูกอาจจะแข็งกระดูกน้องติ้งของแม่น่ารักแข็งไปอะไรม้าโอ้ยนะปางหนาโจ๊กตึงไม่ปางหนาอันนวดเซอร์น้ำเล้ากับเป็นคงยาแล้วนะแก้วที่ไหวหมดเยอะจังXin chào cô chú, anh chị và các bạn. À, hôm nay thì em sẽ dẫn cô chú với lại các anh chị của mình đi đến một cái miền Trung của đất nước. À, đây chính là cái món gì ta? Bánh canh cá lóc bột gạo mà đúng chất là hương vị quế luôn. Thì cái này là địa chỉ là nằm ở số 287, xẹt 27, Nguyễn Đình Chiểu, phường 3. Đây là cái tô. Cái này là đúng chất là hương vị Huế luôn ạ. À, tại vì cô với chú bán á là cái giọng là vẫn còn giọng người Huế. Dạ. Thử hấp một miếng nước đi ha. Cực kỳ ngon. Vị nó sao? Nó béo béo. Mà cái vị nó vừa ăn. Với lại cộng thêm một cái đó là có hòa chung với cái vị của cá. Thơm. Không bị tanh. Thơm nhưng mà không có tanh. Đây là cái đầu cá lóc. Cái này là tụi em chưa thêm. Đây ở đây là cô với chú là chỉ bán ở một cái quán cái nhỏ thôi, dạng như gần như là quán vỉa hè thôi, nhưng mà rất là ngon. Chất lượng ha. Hôm bữa trước mình đi về An Giang mới được ăn cái món bún cá Tân Châu. Thì bữa nay là đi ăn là bánh canh cá lóc bột gạo mà đúng chất là hương vị của Huế. Ăn đi. Mà bột gạo thì không coi coi. Bột gạo nè. Bánh canh này bột gạo nè. Trong màu nó còn cái màu đục chứ không phải là trong. Cái tiếng bánh mì nóng kìa. Cái tiếng đó bây giờ mà đi tìm ở Sài Gòn không khó ha. Cái bánh canh rất là dai, nó không có phải như cái bánh canh miền Tây của mình. Cái bánh canh miền Tây thì cũng dai nhưng mà thường là cái bánh canh không giống này lắm. Nói chung là bây giờ tụi em cũng không biết là phải mô tả như thế nào nữa, mà ăn thì rất là ngon. Đây là em kêu cái tô em kêu cái tô là bánh canh đừng có cá với lại chả cá, còn bèo thì nó có thêm thịt, có kêu thêm một phần đầu cá nữa, thêm dĩa cháo quẩy nữa. Cháo quẩy ăn thử tí cá nha. Này như là thấy cá là như cô có chiên sơ quá ta. Không, không có phi lê cá này, là phi lê cá lóc. Chấm miếng nước mắm mình ăn thử xem sao. Thấy sao? Cực kỳ ngon luôn. Có tanh này không? À, không có tanh. Cá này cũng không có chiên sẵn, không có chiên như là thường cái miếng cá mà mình ăn dưới Tân Châu, mà nó có cái vị lạ, rất là lạ, đặc trưng. Ngon quá, cực kỳ ngon mà. À, đây không phải là lần đầu tiên mà tụi em đi ăn món Huế, nhưng mà là lần đầu tiên mà đi ăn cái món bánh canh cá lóc bột gạo mà chính đúng chính của hương vị Huế luôn. Đó giờ tụi em đi ăn món Huế là ăn có bánh bèo, bánh nậm hay là các cái chè Huế. Thì hôm bữa anh Cường á, ảnh có gợi ý cho tụi em là một cái quán là bán bún bò Huế với lại tất cả các cái món Huế mà đặc trưng. Thì tụi em chưa có đi, tuy nhiên là chắc chắn là một vài ngày nữa là sẽ đi để thưởng thức cái món mà anh Cường đã giới thiệu. Đây là chả cá. Ngon quá. Chả cá ra vừa phải. Nó phải khen chứ nãy giờ bị gấp hoài, bị gấp không được cái cọng bún này. Rồi lên này. Bỏ vô muỗng, Cường ăn này bỏ vô muỗng.
Ngon bá cháy. Ăn kèm với giò cháo quẩy. Nè, cá lóc ở đây nè. Ăn đầu cá không? Giang ơi. Thế là cháy không ăn à? Ăn đi. Lát ăn xong. Tủ cháy không ăn. Đây bây giờ em sẽ quay cho con Beo nó ăn cái đầu cá. Thì đầu cá không ăn là cũng như là ăn cá bình thường thôi. Mình thử coi nó ra là sao. Này là cái má không ta? Đúng không? Cái má đúng không? Chấm một tí nước mắm này nè. Bình thường á, người ta nói là ăn cháo đậu cá lóc, đúng không? Chứ ít khi thấy mà ăn bánh canh mà đậu cá lóc vậy. Thường là ta phi lê, nhưng mà này là cô không bỏ gì hết. Cái vị nó rất là ngon, không có tanh, hoàn toàn không có tanh, rất là thơm nha. Ở đây một cái tô bình thường á thì là 25.000. Tuy nhiên nếu như mà ăn thêm đầu cá lóc thì để còn lát là cô tính là bao nhiêu. Mà em nghĩ cái này là giá thì ok, của mình bình dân nữa mà. Bị gấp lên rồi nè. Mà được cái là chỗ này thì bán ngon. Ôi trời mưa rồi bé ơi. Không mưa đâu. Rất hột rồi nè. Bị ăn thì bị cứ ăn thôi. Bèo nó không lên nè. Bỏ vô cái muỗng kìa em. Dính mỏ lùm la rồi lấy con giấy nha. Thì đây là cái khu vực mà cô bán vậy ạ. Hồi tối nha. Hồi tối. Ở đây thì chỉ có một vài cái bàn nhỏ nhỏ thôi, chủ yếu là cũng có nhiều người bà người ta mua về á. Đây, đây là cái chỗ cô bán nhỏ nhỏ như thế này thôi à. Một lát nữa chắc là lại lia trong tủ thôi coi có cái gì ha. Đây còn có trứng cút luộc nữa. À, nãy tụi em đi vô hẻm á, thì cái hẻm này là hẻm 287. Số nhà của cô là sẹt 287, sẹt 27. Đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Mình có thể là đi từ Cách Mạng Tháng 8 quẹo trái lên, đi một lát nữa là sẽ thấy. Lúc nãy chưa ăn bánh canh cá lóc là em đã me cái quán này nữa ạ. Đây, đó chính là bán chuối chiên, khoai lang chiên. Đó, đó một lát nữa là tụi em sẽ qua đó là mùa chuối chiên, khoai lang chiên ăn. Ngon Beo? Ngon. Có sao ăn rồi. Nãy giờ Beo nó ngồi dĩa sơ sơ cái là hết, gần hết cái đầu cá lóc rồi nè cô chú anh chị. Đây, nói chung là ở đây ấy, lúc nãy tụi em tới ấy, là đông nghẹt luôn á. Mà tại vì mọi người là ăn xong rồi cho nên mọi người đi về hết rồi. Cái vị Huế á, bình thường là nó người ta ăn cay nhiều. Cái vị nó hơi nhạt nhạt đúng không? Nhưng mà ở đây thì rất là vừa ăn. Mọi người không cần phải nêm nước mắm thêm vô cái nước ở cái nước súp nè coi. Chỉ còn làm thêm tí chanh nữa là ngon rồi. Không thì nếu mà ai mà có cái khẩu vị mà hơi mặn chút á thì mình cứ nêm thêm thôi. Mà cái này là cô nêm nếm cũng ok rồi. Mà lạ hả? Ăn có cháo quẩy nữa hả?
À, ở đây là có cái anh hiện tại là bên delivery, là tới giao hàng. Thì ở Việt Nam mình hiện nay á, đặc biệt là ở Sài Gòn á, là có những cái dịch vụ mà giao hàng tận nơi. Thì có cái dịch vụ là delivery á, rồi họ sẽ đặt qua delivery và cái anh đó sẽ đến cái chỗ mà buôn bán. Đây là cái chỗ mà cô đang bán đây. Thì anh đó sẽ lấy hàng rồi đến để giao cho người ta. Mua chiếc chiên nữa, chắc là lát nữa qua mua chiếc chiên chứ. Đây, đây là cái khu vực ở trong. Đây là chỉ có mấy cái bàn nhỏ nhỏ thôi, 4-5 cái thôi à. Cho nên nếu mà mình muốn đi thì thường này cô không biết được là cô bán giờ nào là giờ đắt nhất ha. Cái này chắc tại vì cái khu vực này là cái khu dân cư á, nguyên cái đường này thì cũng có bán đồ ăn. Rồi phía bên này thì hiện tại là họ bán rau ở trong nhà. Khu này khu dân cư cho nên là cứ mọi người cứ tới ăn bất kể lúc nào mà không có giờ giấc đi hết. Nói chung là mình đói bụng lúc nào thì mình đi ăn lúc đó thà. Đây, đây à, đó nãy giờ là cô thấy ngồi chút xíu xíu thôi mà cô bán là cũng mấy người vậy đó. Thôi thì bây giờ tụi em vô ăn đây à, vô chiến đây. Chứ để không thôi là bèo nó chiến quá, sá chiến rồi nè. Đây cô chú anh chị nhìn nè, cái tô của bèo nó sắp sửa hết rồi nè. Cái tô của em nè, bữa nay mấy bữa nay thì em hy sinh là cầm máy quay cho em nó ăn. Bình thường là em nó hy sinh cầm máy quay cho mình rồi. Bây giờ là mình cầm máy lại thôi. Ngon quá nè. Cái phần này là ngon nhất nè, cho chế á. Thật cảm ơn nhiều nha. Đó. Đó. Trời, có đứa em được gì cưng, cưng quá chắc cưng. Cái này là của em. Ăn đi. Nhìn ngon quá. Em thấy người ta ăn á, là người ta bỏ chín luôn. Giờ hôm nay luôn á. Ờ thế hả? Làm thử coi. Đập thử coi. Thôi đập thử đi. Lỡ ơi là lỡ làm thì là cái mất đi. Cái này là trứng luộc. Trứng luộc chứ không phải là trứng lộn. Ồ nhắc tới trứng cút lộn thì chắc là bữa nào mình phải đi ăn cái món hộp thịt lộn mà chỉ có ở Việt Nam mới dám ăn nè ha. Qua nước ngoài chiến cũng khó. Rồi đâu có ai ấp vậy đâu. Bên nước ngoài là công nghiệp nhiều. Hộp vịt. Không, chủ yếu là bên bển tàng trứng gà là chính. Đi thấy người ta bỏ vô con này á. Bỏ vô thử ăn nó có ngon. Mới cho thử ăn biết mà. Trộn lên cho đều. Xong. Ăn miễn là lạ. Lần đầu tiên mới biết mấy gì này cái gì. Chấm nước mắm vô mới lạ nữa nè. Vì thực ra là tụi em là dân miền Tây cho nên là những cái món như là những cái món Huế, những cái hương vị Huế hay là những cái cách ăn của người Huế hay là người miền Trung hoặc là miền Bắc nói riêng á thì tụi em không có rành những cái vấn đề này cho lắm. Cho nên là mình đi một ngày đàn học một sàn khôn mà. Cho nên nếu như mà tụi em đi ăn mà thấy người ta ăn như thế nào thì có thể là học theo. Hoặc là nếu mà cô chú anh chị mà xem video của tụi em á, cô chú anh chị là từng sống ở các cái miền ngoài hoặc là mình là người miền ngoài á, thì có thể là góp ý thêm cho cái video của tụi em nhé. Ăn đi. Nãy giờ ngồi nhìn Beo ăn quá trời luôn. Thôi giờ tụi em ăn đi à. Em phải gán đuổi theo Beo chứ thôi nó ăn hết tô rồi. Mắc công là nó phải kêu thêm tô khác. Thôi em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn nhé. Nếu như mà cô chú anh chị thấy thích tụi em, thấy video này cũng được thì có thể là cái vấn đề này em muốn nói sắp đến em sẽ có một cái kênh về nấu ăn và em và chị Trinh sẽ phối hợp với nhau. Thì em thì biết nấu ăn còn chị Trinh thì biết về kiến thức về thức ăn cho nên em sẽ có một cái kênh riêng về nấu ăn những món ăn healthy, những món ăn mà đơn giản ngày thường mình hay ăn. Thì mong là các cô chú anh chị sẽ ủng hộ cái kênh của tụi em.
ta gọi là kiến thức về thực phẩm chứ không ai gọi là kiến thức về thức ăn. Đó. Nghe nó kỳ kỳ vô, nghe nó ngượng ngượng miệng. Thôi bây giờ em phải ăn, em đuổi theo beo đây. Cô chú anh chị ơi, cô chú anh chị đừng quên là hãy nhấn đăng ký cái kênh YouTube của em nhé. Và cũng đừng quên là chia sẻ cho nhiều bà con của mình để có thể là nhìn thấy những cái hình ảnh quê hương mỗi ngày nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.